Hà Giang nằm ở biên giới cực Bắc Tổ quốc, có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng với đường biên giới giáp Trung Quốc. Tỉnh có 19 dân tộc anh em cùng chung sống. Những thuận lợi về cảnh quan thiên nhiên cùng bản sắc văn hóa truyền thống của người dân tộc đã mang đến những nét đặc sắc cho du lịch của tỉnh Hà Giang. Hà Giang đã được tạp chí New York Times của Mỹ xếp hạng thứ 25 trên 52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới vào năm 2023. Hành trình đến với vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc đã mang đến cho chúng tôi những ấn tượng về cách bà con dân tộc làm du lịch, đặc biệt là nỗ lực phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là làng Lô Lô Chải, nơi được ví như thế giới cổ tích tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Bản làng nằm cách cột cờ Lũng Cú, điểm cực Bắc của Tổ quốc, chỉ khoảng hơn 1 km. Đây là nơi sinh sống của hơn 100 hộ dân, đa số là người Lô Lô, một dân tộc thiểu số rất ít người, cùng với đồng bào người Mông và người Dao. Đặt chân đến đây, chúng tôi cảm nhận được một không gian trong lành, thanh bình và đậm đà bản sắc văn hóa người Lô Lô. Từ 6 rưỡi sáng, bà con tại làng đã cùng nhau quét dọn con đường chung. Các hoạt động diễn ra đều đặn trong nhiều năm nay. Sáng là lúc 6 giờ thì nhà nào nhà ấy từ chủ động đi ra ngoài để quét dọn rác vệ sinh sạch sẽ cho khách đi ra đi vào ạ. Nhà nào nhà ấy tự quét rác xong mình chủ động mang xuống xá để ở đấy họ tự chở đi vào bày rác là họ đốt. Xã Lũng Cú cũng phối hợp với Dịch vụ Công cộng Môi trường huyện là vận chuyển rác ra tập kết và xử lý tại thị trấn huyện Đồng Văn. Và trong năm 2023 thì xã Lũng Cú cũng đã kêu gọi xã hội hóa tập kết rác tại các thôn. Các hộ gia đình thì cũng tổng vệ sinh mỗi một ngày phải 2 lần. Hàng ngày thì cán bộ thôn phải con cho cán bộ đảng viên và cán bộ thôn là thường xuyên kiểm tra, vận động các hộ đôn đốc gò rác thải vệ sinh từ nhà, từ hộ, cái vệ sinh môi trường, nhất là phải sạch sẽ, xanh sạch đẹp để không phải đón du khách mà sạch cho thôn, mà sạch cho các hộ gia đình. Hơn 10 năm trước, ông Sình Dì Gai, trưởng thôn Lô Lô Chải, cũng chính là người đầu tiên làm du lịch cộng đồng sau khi được đi tham quan học tập. Thấy được những lợi ích thiết thực của du lịch cộng đồng, ông Gai vận động bà con cùng chuyển đổi. Tôi thì làm từ năm 2011, là tôi là đầu tiên làm nhà nghỉ Hồ Du Tây, mà thời đó thật sự là cũng rất là khó khăn, nhất là tuyên truyền vệ sinh môi trường rất là khó khăn mà trồng trại trồng bò ở trong nhà. Đến năm 2015-16 thì là chính quyền địa phương có quan tâm mà tôi có trực tiếp đi các hộ để vận động các hộ để tham gia làm du lịch nhà nghỉ Hồ Du Tây mà tuyên truyền được các hộ gìn giữ vệ sinh môi trường, là đầu tiên là sẽ giữ được cái phong tục tập quán dân tộc Lô Lô và kiến trúc nhà ở của dân tộc Lô Lô. Mô hình được nhân rộng, nhiều hộ dân phá bỏ nhà gạch mái tôn để xây lại kiểu nhà truyền thống bằng đất, lập ngói âm dương. Đồng thời bà con học cách đón khách, cách nói chuyện với khách, cũng như các kỹ năng làm nhà hàng, phòng nghỉ. Chú hay chú đi từ nhà một để tuyên truyền dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ rồi đón khách nhiệt tình. Hơi giấm mình gấp trăm màn gọc gàn sạch sẽ, mình sẽ xếp cưới cân nhau. Trong nhà vệ sinh thì mình sẽ trang trí một chút, gọi là cây xanh để nó đẹp mắt và nhìn nó sạch sẽ. Một ngày mình sẽ cọ và dọc dẹp nhà vệ sinh một lần. Trong phòng thì mình sẽ trang trí vào hoa văn họa tiết của Lô Lô dân tộc mình để giữ gìn bản sắc của dân tộc mình. Mình sẽ được đào tạo đón khách, rồi sẽ được dạy pha đồ uống, nấu ăn cho khách. Lúc đón khách thì mình luôn niềm nở. Ngày trước thì mình không nghĩ là mình sẽ gặp những người nước ngoài. Khi mình đã đi làm cũng hơi sợ, tại vì mình không nói được. Rồi dần dần thì việc đào tạo xong cũng nói nhiều, để mình cũng tự tin khi gặp khách. Từ làm nông thuần túy, đến nay hơn 42 hộ dân tại Lô Lô Chải làm homestay. Các chủ homestay chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Làng Lô Lô Chải giờ đã trở thành điểm dừng chân yêu thích của nhiều du khách.
Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Giang và quả thực nơi này rất tuyệt vời. Những bộ trang phục này quá độc đáo, nơi đây khác biệt so với những điểm tôi từng đến. Cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, bao quanh bởi các ngọn núi, nên tôi cảm thấy mọi thứ thật kinh ngạc. Con người nơi đây cũng rất thân thiện. Ấn tượng của tôi về nơi đây là mọi thứ rất sạch sẽ. Tôi nghĩ bảo vệ môi trường là vấn đề rất quan trọng, không nên vứt rác bừa bãi. Người dân địa phương đang thực hiện điều đó khá tốt. Chưa đầy 3 tháng đầu năm 2024, toàn thôn Lô Lô Chải đã đón hơn 7.500 khách du lịch. Đời sống của bà con có nhiều đổi thay. Từ khi mở homestay và có khách du lịch đến thì mình cảm thấy nó đỡ vất vả hơn. Cuộc sống nó vui vẻ và được cho đón khách. Ngày xưa thì mình ở trên này thì chỉ có là người vùng co với lại cô Quân ở đây đi ra đi vào thôi. Mình cũng chưa từ gặp khách nào quên. Từ năm 2017 ấy, thì ở trên thôn Lô Lô tôi bắt đầu phát triển du lịch. Nên là có khách ngoài nước đi vào là tôi rất là thấy ấm áp hơn nhiều và rất mong ngoài khách người ta đến với thôn Lô Lô của mình. Từ năm 2011 đến nay mà tôi cũng rất là tự hào là các hộ dân tự dưng là thoát nghèo rất là nhiều. Mà bao giờ thay đổi vệ sinh môi trường cũng rất là nhiều. 42 hộ làm du lịch rồi, còn một số hộ vẫn còn nghèo. Cán bộ thôn, tôi cũng là đảng viên trong chi bộ. Thật sự là làm theo tế đạo Đức Hồ Chí Minh, là theo chủ trương của nhà nước, pháp luật của nhà nước. Và tuyên truyền cho các hộ làm theo chủ trương của nhà nước. Thì tôi cố gắng để hỗ trợ mà tư vấn cho các hộ để tham gia, để làm du lịch và gìn giữ vệ sinh môi trường, gìn giữ các bản sắc dân tộc. Để các hộ để tham gia là du lịch, để các hộ có thu nhập cao hơn nữa. Cuối năm 2024, thế thôn Lô Lô sẽ là giảm hộ nghèo, sẽ là tăng hộ khá, nó sẽ nhiều hơn nữa. Rời thôn Lô Lô Chải, điểm đến tiếp theo của chúng tôi là thôn Pả Vi tại huyện Mèo Vạc. Nằm yên bình dưới chân đèo Mã Pí Lèng, thôn là nơi sinh sống của 26 hộ dân tộc Mông. Ngay từ cổng chào của thôn, chúng tôi đã ấn tượng với chiếc khèn Mông khổng lồ, được coi như một biểu tượng của người dân tộc nơi đây. Làng văn hóa cộng đồng có diện tích hơn 46.000 m², là nơi huyện Mèo Vạc đầu tư cơ sở hạ tầng và cho các hộ gia đình tự xây homestay để làm du lịch. Làng thì được bắt đầu xây dựng từ năm 2016, trên cái ý tưởng của các đồng chí lãnh đạo xây dựng một cái khu gọi là vừa tạo cái điểm nhấn về phát triển du lịch, có một nơi để bảo tồn cái nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông nơi vùng cao nguyên đá. Ngay khi bắt đầu làm du lịch, làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Pả Vi Hạ đã xác định xây dựng khu vực du lịch tách biệt khỏi chăn nuôi. Gia súc, gia cầm được các hộ dân bên ngoài nuôi nhốt và cung cấp cho khách du lịch. Trong cái nét văn hóa của đồng bào dân tộc Mông thì nó cũng gắn liền với cái là chăn nuôi. Tuy nhiên là khi mà xác định trong vấn đề là gắn cái việc bảo tồn và cái việc phát triển du lịch, cái việc chăn nuôi của chúng tôi thì cũng cơ bản là sẽ đưa về các hộ gia đình ở quanh khu vực làng, vừa để đảm bảo cái vệ sinh môi trường, thứ hai nữa là cái tạo cái không gian cũng như là cái cho du khách là nó một cái nó sống nó thoải mái thoáng đãng và tuyệt vời nhất. Đến thôn Pả Vi, chúng tôi còn ấn tượng với kiến trúc nhà của người Mông cùng việc ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. Là cái nhà truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, chúng tôi đều sử dụng các nguyên liệu tại địa phương. Gỗ thì sử dụng đa số là gỗ sa mộc hoặc gỗ thông có sẵn ở trên này. Tại nhà tôi là đang lợp cái mái ngói âm dương kiểu cũ, có những cái viên ngói sản xuất chính bởi cha ông của chúng tôi. Giường của chúng tôi hiện tại là cũng là giường gỗ. Thứ đựng rác thì tôi sử dụng luôn cái khuẩy tấu, bàn cũng là bàn gỗ. Trước cửa nhà tôi cũng trồng các loại cây, nhưng mấy cái hoa giấy này, rồi những cái hoa để trang trí cái đường viền. 26 ngôi nhà của chúng tôi thì đều được thiết kế dựa trên là cái nét văn hóa đặc trưng nhất của đồng bào người Mông. Đó là chỉnh tường, mái gập ngói âm dương và cái nét đặc trưng ở thể hiện ở những cái bộ cột
hay là tường hay là những cái nét hoa văn được trang trí sử dụng trong các căn phòng và các đồ dùng hay là vật liệu sử dụng thì cơ bản là cũng khuyến khích các hộ gia đình là sử dụng những vật liệu nó thân thiện với môi trường mà nó phù hợp với không gian văn hóa của đồng bào dân tộc Mông. Ngoài tạo dựng không gian, bà con thôn Pả Vi còn đặc biệt chú trọng việc xử lý rác. Rác thải trong làng sẽ được thu gom 2 lần trong một ngày. Nhiều bảng biển được đặt tại các điểm công cộng. Trong làng thì chúng tôi là có 3 khu gọi là gần như độc lập với nhau, là khu A, khu B và khu C. Thì để đảm bảo cái việc rác nó xử lý một cách nó đảm bảo nhất, chúng tôi cũng đã họp và cũng như là hướng dẫn các hộ gia đình. Thứ nhất là cố gắng phân được cái rác tại nguồn. Cái hai nữa là cái vấn đề giờ giấc rác thì cũng này chúng tôi cũng đã chỉ đạo bộ phận vệ sinh môi trường là mỗi một ngày thực hiện 2 lần, thì buổi sáng là thường là hoàn thành trước là 7 giờ sáng, buổi chiều từ 13 giờ và hoàn thành trước 15 giờ để tránh những cái khung giờ mà khách có thể là người ta check out hoặc là khách người ta check in đông nhất. Chúng tôi đã có một cái bãi tập kết riêng và có đầy đủ cái số lượng thùng rác để đảm bảo là rác tránh cái ảnh hưởng đến môi trường nhất. Có lẽ chính ý thức tạo dựng một điểm đến xanh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc đã góp phần thu hút khách du lịch đến thôn Pả Vi, từ đó tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Làng chúng tôi là đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 70 con em là người dân tộc địa phương. Trong năm 2023 thì cái lượng khách đến với làng ấy nó cũng rơi vào khoảng trên 200.000 lượt và doanh thu từ du lịch có thể trên 2 tỷ đồng. Mọi thứ rất sạch sẽ, tôi đang cảm thấy được tận hưởng, đồ ăn còn ngon nữa. Du lịch tại đây thì rất là thoải mái, giá cả thì rất là phải chăng, con người thì thật thà thân thiện, môi trường sạch sẽ, rất là trân quý. Và đặc biệt là cho những người xa quê lâu năm được về nhìn thấy đất nước, quê hương phát triển như thế nào. Chúng tôi cũng đi rất là nhiều ở trên thế giới, mà chỗ này tôi nghĩ là một trong những chỗ đẹp nhất thế giới. Không chỉ thôn Pả Vi hay thôn Lô Lô Chải, hoạt động phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường cũng chính là định hướng, chủ trương xuyên suốt của tỉnh Hà Giang. Thông qua các chương trình như phát triển du lịch xanh, xây dựng các mô hình du lịch sinh thái thân thiện với môi trường, tăng cường công tác tuyên truyền ứng xử văn minh, đã nâng cao ý thức trách nhiệm của bà con nhân dân. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết số 11 NQTU về phát triển du lịch Hà Giang giai đoạn 2021-2025, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, quan tâm hệ thống xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao ý thức của nhân dân trong việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Du lịch Hà Giang hiện nay trong tất cả những ban hành kế hoạch với mục tiêu là vấn đề giữ gìn môi trường, và muốn giữ gìn môi trường thì chúng ta phải gắn với người dân. Ý thức của người dân là một, trước hết. Hai là ý thức của khách. Cái thứ ba là cái sự vào cuộc của các cấp các ngành thì chúng ta mới đạt được cái việc đó. Đã có những cái điểm dừng chân cho khách, có những nơi mà để những cái thu gom chất thải ở những cái khu vực về mục tiêu về môi trường là bước đầu là đã đạt được. Đạt được là về ý thức và trách nhiệm. Tôi cho rằng là cần phải được đầu tư, cần phải có chính sách để chúng ta đầu tư vào những cái điểm du lịch, cái hệ thống xử lý chất thải. Hà Giang thì cũng đã đang triển khai, nhưng mà chính sách ví dụ như hỗ trợ ở những cái điểm nhấn, tức là nơi để dừng chân, với chúng ta với tinh thần là xã hội hóa, ví dụ như 2 tỷ cho một hỗ trợ cho vay ấy để làm, thì đấy là, nhưng mà cũng vẫn thực sự chưa đáp ứng được. Và cái giai đoạn tiếp theo thì phải làm cái gì đã là hoàn thiện của một cái chương trình phát triển du lịch tổng thể. Theo thống kê, trong năm 2023, tỉnh Hà Giang đón trên 3 triệu lượt khách du lịch. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu phát triển xanh, bản sắc, bền vững và toàn diện sẽ từng bước góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Hà Giang an toàn, thân thiện, văn minh.